Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 12, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với nhiều nghị quyết quan trọng được thông qua, có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân thành phố. Tại phiên bế mạc vào chiều tối qua ngày 15 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các ngành địa phương cần sớm cụ thể hóa, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, năm 2023 sẽ đối mặt nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi cần có kế hoạch hiệu quả cụ thể, phục hồi các ngành kinh tế có đóng góp lớn và là mũi nhọn, thế mạnh của thành phố nhưng sụt giảm trong năm 2022. Đặc biệt cần đẩy nhanh đầu tư công bởi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trước mắt và dài hạn. Xử lý các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm khởi công với các dự án động lực trọng điểm, quy mô lớn, rà soát, thu hồi dự án chậm triển khai hoặc đầu tư không đúng mục đích trong khu công nghiệp để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu mặt bằng sản xuất và tạo điều kiện thu hút dự án sản xuất lớn. Trên lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ, lập quy hoạch, các phân khu, tập trung triển khai chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhanh chóng rà soát, rút kinh nghiệm từ đợt mưa bão bất thường những tháng cuối năm 2022 để chủ động triển khai sớm các giải pháp nâng cấp hạ tầng, nạo vét cống rãnh, xây dựng phương án phòng chống thoát lũ cho các khu vực dân cư, xử lý dứt điểm các chung cư nhà tập thể xuống cấp, đặc biệt là các khu ở mức độ D phải quyết liệt xử lý sớm. Triển khai thực hiện tốt chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 21-30, trong đó tập trung phát triển nhà ở xã hội, chung cư cho người lao động có thu nhập thấp. Rà soát, có giải pháp xử lý quyết liệt các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao, dự án chậm đưa đất vào sử dụng trên địa bàn thành phố. Tổng rà soát các công trình dân sinh, cải tạo vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị, ưu tiên nguồn lực đầu tư xử lý. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình sức khỏe học đường, ưu tiên nguồn lực thực hiện đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh các chính sách an sinh xã hội sau kiến nghị, sau giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, nhất là các nghị quyết đặc thù của thành phố phù hợp với nhu cầu thực tế đời sống của người có công và đảm bảo mức sống của người có công, người nghèo, người cận nghèo. Có các giải pháp thiết thực hỗ trợ người nghèo, công nhân lao động gặp khó khăn trong dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, chủ động giải quyết tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng yêu cầu khắc phục các vướng mắc lúng túng, tiếp tục phát huy hiệu quả và tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngay sau kỳ họp, đề nghị các cấp ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quyết sách khẩn trương ban hành kịp thời, quá trình triển khai lại chậm và hiệu quả giám sát thì không sâu.